Tin mừng theo Thánh Matthew. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Nhìn lại chính mình. Nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde nói rằng: không phải ai cũng tốt đẹp, nhưng luôn có điều gì đó tốt đẹp trong bất cứ ai. Đừng bao giờ vội vã phán xét người khác, bởi vì vị thánh nào cũng có một quá khứ, và kẻ tội đồ nào cũng có một tương lai. Tin mừng hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta cần phải biết kiểm điểm lại bản thân trước khi xét đoán người khác. Nếu phải xét đoán thì hãy xét đoán trong tình thương mến, và hãy có cái nhìn đầy yêu thương tha thứ như Chúa vậy. Thánh Louis Gonzaga là con người của sự quảng đại và khiêm hạ phục vụ anh chị em mình. Thánh nhân luôn tâm niệm rằng: tôi là thanh sắt cong, phải vào nhà dòng để được uốn lại cho thẳng. Thánh nhân luôn nhìn vào bản thân mình để sửa đổi khuyết điểm và lỗi lầm. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết kiểm điểm bản thân mỗi ngày để sửa đổi những lỗi lầm, và biết sống cảm thông, tha thứ, tôn trọng người khác nhiều hơn. Amen.